Song Thanh là Trần, xin kính chào các bác đam mê Audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em là Trần, mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm Audio bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay bên em lên sóng một chiếc siêu phẩm, chiếc đầu băng cối. Một siêu phẩm đầu băng cối Akai GX625, một model rất là hay và cực kỳ hiếm ở trên thị trường. Hôm trước bên em có về được một model là Akai GX525, tuy nhiên model đó thì chạy bằng 7, hôm nay thì về được model 625, một model chạy bằng 10, rất hay, xin lên sóng và giới thiệu đến các bác. Akai GX625 với cấu trúc thiết kế là máy chạy bằng 7, 3 motor, 3 đầu từ rất là hay và gấu. Hai đồng hồ vu được thiết kế ở trước mặt, toàn bộ các hàng phím nút làm rất là đẹp và chắc chắn. Một cái máy có cái ngôn ngữ thiết kế rất hiện đại, mặt của nó thì là màu trắng bạc, màu trắng màu nhôm. Hai đồng hồ vu cũng màu trắng và đặc biệt là cái phần đồng hồ công tơ mét rất là hiện đại, nó đã thể hiện cái phần công tơ mét bằng đồng hồ số, đồng hồ điện tử các bác nhé. Nó không phải đồng hồ cơ nữa mà con này đã là đồng hồ điện tử rồi. Vâng, rất là hiện đại, tân tiến thời bấy giờ, một cái model rất hay. Máy thì thiết kế với cái mặt màu trắng, tuy nhiên lại có hai cái hồi gỗ ở hai bên tạo cái vẻ rất là sang trọng cho cái chiếc đầu của cối Akai GX625. Máy thì chạy 3 đầu từ thủy tinh các bác nhé. Đây, đầu từ thủy tinh chúng ta có thể nhìn xuyên vào bên trong, nhìn thấy đầu từ luôn. Đấy, này rất là dễ dàng vệ sinh, các bác có thể nhìn thấy luôn. Đồng hồ này thì đồng hồ sử dụng đồng hồ kỹ thuật số rồi. Đấy, mặt của nó rất là đẹp và các cái phím làm này, vô cùng là đáng đồng tiền bát gạo, rất là hiện đại. Và phần đèn vu vẩy giống như là trên Akai 747, một con máy là trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Các cái ốc bắt mặt của nó thì cũng là các cái ốc hình lục lăng. Đấy, máy chạy bằng 7. Trên lắp của nó thì có cái màu xám, màu sữa. Và chúng ta sẽ xem phía sau máy thì kết cấu như thế nào, em mời các bác chúng ta cùng xem. Akai GX625, đây là cái thông số, mọi thông số phía sau. Máy này thì hàng xuất châu Âu, bản xuất châu Âu chạy hai dòng điện 220 và 240 rất là tiện lợi, sử dụng ở Việt Nam không cần phải tốn tiền mua thêm đổi nguồn. Phần dưới thì có một cái line, đường line in và một cái đường line out, và máy thì có thể là có một cái đường cắm nguồn 12V, có mang đi đâu du lịch chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể dùng nguồn 12V là có thể chạy được. Model GX625 made in Japan. Và em đã tháo sẵn các cái ốc rồi nhé. Đây, các cái ốc này và cái chân núm em đã tháo sẵn rồi. Để mời các bác chúng ta xem cái phần này, nội thất phía trong của máy. Đấy, cái vỉ gỗ này còn rất là mới, các bác thấy không ạ? Đấy, nó làm bằng giấy nện, còn rất là mới. Và bây giờ thì quay cái phần nội thất cho các bác xem. Mới cứng cựa luôn. Đấy, máy em đang chạy nhé. Các bác có thể để ý từng chi tiết, đường nét. Rất là nhiều các linh kiện này, rồi chassis 7 màu. Nói chung là em này thì thuộc top quá mới rồi và quá đỉnh rồi. Akai GX625, một model hay và hiếm ở trên thị trường. Đấy, phần nội thất là quay qua này, các bác có thể biết là cái độ mới và độ chất lượng của nó như thế nào. Chassis 7 màu, chưa một vết hàn gì các bác nhé. Quay trở lại test máy cho các bác xem. Một model này thì lần đầu tiên gặp đến tại Shop Đặt Trần. Chưa từng gặp cái model hay như thế này, model rất là hay. Em sẽ test thử cái chất âm cho các bác xem. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Máy này thì bên em bán ra thì tặng kèm các bác một cặp hút của Akai để các bác có thể chơi được băng 10. Akai thì có cái phần chốt này rất là tiện lợi này. Ở đây thì chúng ta có một nút nguồn ở đây này. Một nút chúng ta chỉnh là băng 7 hoặc băng 10, chỉnh size của băng. Nút này thì volume tập. Nút này thì chuyển đổi giữa tape và sao. Hai nút này là nút mono. Chúng ta bật cái hai nút thì cả hai kênh, hai vế nó về hát. Chúng ta tắt một nút thì một vế nó hát. Các cái chế độ để linh tinh đây. Còn đây là cái hàng phím này. Máy này thì chạy băng 10, chạy một chiều các bác nhé. Cho chất âm rất hay. Cái máy một chiều thì thường cho ra một cái chất âm đỉnh cao luôn. Để bây giờ thì em sẽ test, mời các chúng ta cùng thưởng thức. Chiếc đầu băng cối Akai GX625 Shop Đặt Trần có giá bán 21 triệu đồng, tặng kèm các bác một cặp húp
21 triệu đồng. Các bác nào quan tâm mời các bác hãy alo trực tiếp cho em để chúng ta có thể chốt hàng. Sắt đặt trần số máy 0983586968. Bên em với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ship hàng đi toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Các bác chúng ta lắng tai, đeo tai phone và để chúng ta nghe. Chất âm của nó phải nói là tuyệt đỉnh luôn. Tiếng rất là mộc, tiếng rất là sạch. Vâng, chỉ một ca khúc về mẹ mà không làm chúng ta khỏi xao xuyến. Một ca khúc rất hay của ca sĩ Duy Khánh được thể hiện trên chiếc đầu băng cối Akai GX625 bên em test trên cổng loa Pioneer S933 và chiếc âm ly Pioneer SX1050 thưa quá. Chiếc đầu băng cối Akai GX625 có mức giá bán 21 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu mời có hãy alo trực tiếp cho em. Giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship các bác. Bên em tặng các bác một cặp húp, còn siêu băng các bác tự mua giúp em.
Vâng, em sẽ test thêm cái phần tua. Tua của máy thì cũng rất là tốt luôn. Phần cơ rất êm. Chiếc đầu băng cối Tech Akai GX625 model này thì shop có giá bán 21 triệu đồng. Tặng kèm các bác một cặp húp của Akai để các bác chơi băng 10. Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc đầu băng cối này, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em. Shop đặt trần có địa chỉ là phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số máy 0983586968. Các bác gọi cho em, bên em sẽ ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Mời các bác nghe thêm một chút nữa, sau đó thì em sẽ kết thúc video clip này. Chân đầm rất hay. Một chiếc máy thiết kế đẹp và chỉnh chu, hoàn thiện đến từng chi tiết, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Một model đáng đồng tiền bát gạo để cho chúng ta siêu tầm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.